Này thiện hiện nên biết trong đó không có ngã có thể nắm bắt được, cũng không có hữu tình, dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, khả năng thọ quả báo, khả năng khiến người thọ quả báo, cái biết cái thấy có thể nắm bắt được, không có sắc có thể nắm bắt được, cũng không có thọ tưởng hành thức có thể nắm bắt được, không có nhãn xứ có thể nắm bắt được, cũng không có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ có thể nắm bắt được, không có sắc xứ có thể nắm bắt được, cũng không có thanh hương vị xúc pháp xứ có thể nắm bắt được, không có nhãn giới có thể nắm bắt được, cũng không có nhĩ tỷ thiệt thân ý giới có thể nắm bắt được, không có sắc giới có thể nắm bắt được, cũng không có thanh hương vị xúc pháp giới có thể nắm bắt được, không có nhãn thức giới có thể nắm bắt được, cũng không có nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới có thể nắm bắt được, không có nhãn xúc có thể nắm bắt được, cũng không có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc có thể nắm bắt được, không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, cũng không có các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra có thể nắm bắt được, không có địa giới có thể nắm bắt được, cũng không có thủy hỏa phong không thức giới có thể nắm bắt được, không có nhân duyên có thể nắm bắt được, cũng không có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có thể nắm bắt được, không có các pháp từ duyên sinh ra có thể nắm bắt được, không có vô minh có thể nắm bắt được, cũng không có hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ, yêu não có thể nắm bắt được, không có bố thí ba la mật đa có thể nắm bắt được, cũng không có tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa có thể nắm bắt được, không có pháp không nội có thể nắm bắt được, cũng không có pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh có thể nắm bắt được, không có bốn niệm trụ có thể nắm bắt được, cũng không có bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo có thể nắm bắt được, không có thánh đế khổ có thể nắm bắt được, cũng không có thánh đế tập diệt đạo có thể nắm bắt được, không có bốn tịnh lự có thể nắm bắt được, cũng không có bốn vô lượng, bốn định vô sắc có thể nắm bắt được, không có tám giải thoát có thể nắm bắt được, cũng không có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ có thể nắm bắt được, không có tất cả pháp môn Đà La Ni có thể nắm bắt được, cũng không có tất cả pháp môn Tam Ma Địa có thể nắm bắt được, không có pháp môn giải thoát không có thể nắm bắt được, cũng không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể nắm bắt được, không có bậc cực hỷ có thể nắm bắt được, cũng không có bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân có thể nắm bắt được, không có năm loại mắt có thể nắm bắt được, cũng không có sáu phép thần thông có thể nắm bắt được, không có mười lực Phật có thể nắm bắt được, cũng không có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng có thể nắm bắt được, không có pháp không quên mất có thể nắm bắt được, cũng không có tánh luôn luôn xả có thể nắm bắt được, không có trí nhất thiết có thể nắm bắt được, cũng không có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể nắm bắt được, không có quả dự lưu có thể nắm bắt được, cũng không có quả nhất lai bất hoàn A-la-hán quả vị độc giác có thể nắm bắt được, không có tất cả hạnh đại Bồ-Tát có thể nắm bắt được, cũng không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể nắm bắt được, không có pháp sắc phi sắc có thể nắm bắt được, cũng không có pháp hữu kiến vô kiến, hữu đối vô đối, hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi có thể nắm bắt được, không có 32 tướng đại sĩ có thể nắm bắt được, cũng không có 80 vẻ đẹp phụ thuộc có thể nắm bắt được. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát chẳng vì đạo giác ngộ cao tột, mà cầu hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, chỉ vì bản tánh không của các pháp mà cầu hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, bản tánh không ấy khoảng trước sau giữa, thường bản tánh không chưa từng chẳng không, các đại Bồ Tát an trụ bản tánh không ba la mật đa, vì muốn giải thoát các loại hữu tình, chấp tưởng hữu tình và tưởng pháp, hành trí đạo tướng,
Đại Bồ Tát ấy khi hành trí đạo tướng, tức hành tất cả đạo, đó là đạo Thanh Văn hoặc đạo Độc Giác, hoặc đạo Bồ Tát hoặc đạo Như Lai, này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy. Đối với tất cả đạo đã được viên mãn, liền có thể thành thục hữu tình được giáo hóa, cũng có thể nghiêm tịnh sở cầu là cõi Phật. Điều các hạnh thọ mạng đến khi chứng quả vị giác ngộ cao tột. Đã chứng quả vị giác ngộ cao tột rồi, có thể khiến Phật nhãn thường không đoạn hại. Phật nhãn là gì? Tức là bản tánh không, gọi là Phật nhãn. Này thiện hiện Như Lai ứng chánh đẳng giác ở quá khứ, tất cả đều dùng bản tánh không làm Phật nhãn. Như Lai ứng chánh đẳng giác ở vị lai, tất cả đều dùng bản tánh không làm Phật nhãn. Như Lai ứng chánh đẳng giác hiện tại, ở vô biên thế giới trong mười phương, tất cả đều dùng bản tánh không làm Phật nhãn. Này thiện hiện nhất định không có Như Lai ứng chánh đẳng giác nào lìa bản tánh không mà xuất thế. Chư Phật xuất thế đều nói nghĩa bản tánh không. Hữu tình được giáo hóa cần phải nghe Phật nói lý bản tánh không mới có thể nhập thánh đạo, chứng quả thánh đạo. Lìa bản tánh không, không có phương tiện nào khác. Cho nên này thiện hiện các đại Bồ Tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, cần phải an trụ vững vàng lý bản tánh không, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa và hạnh đại Bồ Tát khác. Nếu an trụ vững vàng lý bản tánh không, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa và hạnh đại Bồ Tát khác, thì chẳng bao giờ thối thất trí nhất thiết trí. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát rất là hy hữu, tuy hành tất cả pháp đều bản tánh không, nhưng đối với bản tánh không chưa từng hoại mất, đó là chẳng chấp sắc khác với bản tánh không, cũng chẳng chấp thọ tưởng hành thức khác bản tánh không. Chẳng chấp nhãn xứ khác bản tánh không, cũng chẳng chấp nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ khác bản tánh không, chẳng chấp sắc xứ khác bản tánh không, cũng chẳng chấp thanh hương vị xúc pháp xứ khác bản tánh không, chẳng chấp nhãn giới khác bản tánh không, cũng chẳng chấp nhĩ tỷ thiệt thân ý giới khác bản tánh không, chẳng chấp sắc giới khác bản tánh không, cũng chẳng chấp thanh hương vị xúc pháp giới khác bản tánh không, chẳng chấp nhãn thức giới khác bản tánh không, cũng chẳng chấp nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới khác bản tánh không, chẳng chấp nhãn xúc khác bản tánh không, cũng chẳng chấp nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc khác bản tánh không, chẳng chấp các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra khác bản tánh không, cũng chẳng chấp các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra khác bản tánh không, chẳng chấp địa giới khác bản tánh không, cũng chẳng chấp thủy hỏa phong không thức giới khác bản tánh không, chẳng chấp nhân duyên khác bản tánh không, cũng chẳng chấp đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên khác bản tánh không, chẳng chấp các pháp từ duyên sinh ra khác bản tánh không, chẳng chấp vô minh khác bản tánh không, cũng chẳng chấp hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não khác bản tánh không, chẳng chấp bố thí ba la mật đa khác bản tánh không, cũng chẳng chấp tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa khác bản tánh không, chẳng chấp pháp không nội khác bản tánh không, cũng chẳng chấp pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp. Pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh khác bản tánh không, chẳng chấp bốn niệm trụ khác bản tánh không, cũng chẳng chấp bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo khác bản tánh không, chẳng chấp thánh đế khổ khác bản tánh không, cũng chẳng chấp thánh đế tập diệt đạo khác bản tánh không, chẳng chấp bốn tịnh lự khác bản tánh không, cũng chẳng chấp bốn vô lượng, bốn định vô sắc khác bản tánh không, chẳng chấp tám giải thoát khác bản tánh không, cũng chẳng chấp tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ khác bản tánh không, chẳng chấp tất cả pháp môn đà la ni khác bản tánh không, cũng chẳng chấp tất cả pháp môn tam ma địa khác bản tánh không, chẳng chấp pháp môn giải thoát không khác bản tánh không, cũng chẳng chấp pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện khác bản tánh không, chẳng chấp bậc cực hỷ khác bản tánh không, cũng chẳng chấp bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc phát vân khác bản tánh không, chẳng chấp năm loại mắt khác bản tánh không, cũng chẳng chấp sáu phép thần thông khác bản tánh không, chẳng chấp mười lực Phật khác bản tánh không,
cũng chẳng chấp bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng khác bản tánh không. Chẳng chấp 32 tướng đại sĩ khác bản tánh không, cũng chẳng chấp 80 vẻ đẹp phụ thuộc khác bản tánh không, chẳng chấp pháp không quên mất khác bản tánh không, cũng chẳng chấp tánh luôn luôn xả khác bản tánh không, chẳng chấp trí nhất thiết khác bản tánh không, cũng chẳng chấp trí đạo tướng trí nhất thiết tướng khác bản tánh không, chẳng chấp quả dự lưu khác bản tánh không, cũng chẳng chấp quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác khác bản tánh không, chẳng chấp tất cả hạnh đại bồ tát khác bản tánh không, cũng chẳng chấp quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật khác bản tánh không. Bạch Thế Tôn, sắc tức là bản tánh không tức là sắc, thọ tưởng hành thức tức là bản tánh không tức là thọ tưởng hành thức. Nhãn xứ tức là bản tánh không tức là nhãn xứ. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ tức là bản tánh không tức là nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Sắc xứ tức là bản tánh không tức là sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ tức là bản tánh không tức là thanh hương vị xúc pháp xứ. Nhãn giới tức là bản tánh không tức là nhãn giới. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới tức là bản tánh không tức là nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Sắc giới tức là bản tánh không tức là sắc giới. Thanh hương vị xúc pháp giới tức là bản tánh không tức là thanh hương vị xúc pháp giới. Nhãn thức giới tức là bản tánh không tức là nhãn thức giới. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới tức là bản tánh không tức là nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Nhãn xúc tức là bản tánh không tức là nhãn xúc. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc tức là bản tánh không tức là nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tức là bản tánh không tức là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra tức là bản tánh không tức là các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Địa giới tức là bản tánh không tức là địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới tức là bản tánh không tức là thủy hỏa phong không thức giới. Nhân duyên tức là bản tánh không tức là nhân duyên. Đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên tức là bản tánh không tức là đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Các pháp từ duyên sanh ra tức là bản tánh không tức là các pháp từ duyên sanh ra. Vô minh tức là bản tánh không tức là vô minh. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não tức là bản tánh không tức là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Bố thí ba la mật đa tức là bản tánh không tức là bố thí ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa tức là bản tánh không tức là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Pháp không nội tức là bản tánh không tức là pháp không nội. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh tức là bản tánh không. Bản tánh không tức là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Bốn niệm trụ tức là bản tánh không tức là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo tức là bản tánh không tức là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Thánh đế khổ tức là bản tánh không tức là thánh đế khổ. Thánh đế tập diệt đạo tức là bản tánh không tức là thánh đế tập diệt đạo. Bốn tịnh lượng tức là bản tánh không tức là bốn tịnh lượng. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc tức là bản tánh không tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Tám giải thoát tức là bản tánh không tức là tám giải thoát. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ tức là bản tánh không tức là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ.
tất cả pháp môn Đà La Ni tức là bản tánh không, bản tánh không tức là tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa tức là bản tánh không, bản tánh không tức là tất cả pháp môn Tam Ma Địa, pháp môn giải thoát không tức là bản tánh không, bản tánh không tức là pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện tức là bản tánh không, bản tánh không tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, bậc cực hỷ tức là bản tánh không, bản tánh không tức là bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân tức là bản tánh không, bản tánh không tức là bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, năm loại mắt tức là bản tánh không, bản tánh không tức là năm loại mắt, sáu phép thần thông tức là bản tánh không, bản tánh không tức là sáu phép thần thông, mười lực Phật tức là bản tánh không, bản tánh không tức là mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng tức là bản tánh không, bản tánh không tức là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, 32 tướng đại sĩ tức là bản tánh không, bản tánh không tức là 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc tức là bản tánh không, bản tánh không tức là 80 vẻ đẹp phụ thuộc, pháp không quên mất tức là bản tánh không, bản tánh không tức là pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả tức là bản tánh không, bản tánh không tức là tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết tức là bản tánh không, bản tánh không tức là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tức là bản tánh không, bản tánh không tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, quả dự lưu tức là bản tánh không, bản tánh không tức là quả dự lưu, quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác tức là bản tánh không, bản tánh không tức là quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác, tất cả hạnh đại bồ tát tức là bản tánh không, bản tánh không tức là tất cả hạnh đại bồ tát, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật tức là bản tánh không, bản tánh không tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, các đại Bồ Tát rất là hy hữu. Tuy hành tất cả pháp đều bản tánh không, nhưng đối với bản tánh không, không hề hoại mất. Này thiện hiện, sắc chẳng khác bản tánh không chẳng khác sắc. Sắc tức là bản tánh không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức chẳng khác bản tánh không chẳng khác thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức tức là bản tánh không tức là thọ tưởng hành thức. Này thiện hiện, nhãn xứ chẳng khác bản tánh không chẳng khác nhãn xứ tức là bản tánh không tức là nhãn xứ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng khác bản tánh không chẳng khác nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ tức là bản tánh không tức là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Này thiện hiện, sắc xứ chẳng khác bản tánh không chẳng khác sắc xứ tức là bản tánh không tức là sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng khác bản tánh không chẳng khác thanh hương vị xúc pháp xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ tức là bản tánh không tức là thanh hương vị xúc pháp xứ. Này thiện hiện, nhãn giới chẳng khác bản tánh không chẳng khác nhãn giới tức là bản tánh không tức là nhãn giới. Nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng khác bản tánh không chẳng khác nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Nhĩ tĩ thiệt thân ý giới tức là bản tánh không tức là nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Này thiện hiện, sắc giới chẳng khác bản tánh không chẳng khác sắc giới. Sắc giới tức là bản tánh không tức là sắc giới. Thanh hương vị xúc pháp giới chẳng khác bản tánh không chẳng khác thanh hương vị xúc pháp giới. Thanh hương vị xúc pháp giới tức là bản tánh không tức là thanh hương vị xúc pháp giới. Này thiện hiện, nhãn thức giới chẳng khác bản tánh không chẳng khác nhãn thức giới. Nhãn thức giới tức là bản tánh không tức là nhãn thức giới. Nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng khác bản tánh không chẳng khác nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới tức là bản tánh không tức là nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Này thiện hiện, nhãn xúc chẳng khác bản tánh không chẳng khác nhãn xúc tức là bản tánh không tức là nhãn xúc. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng khác
Bản tánh không chẳng khác nhĩ tĩ thể thân ý xúc. Nhĩ tĩ thể thân ý xúc tức là bản tánh không. Bản tánh không tức là nhĩ tĩ thể thân ý xúc. Này thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng khác bản tánh không. Bản tánh không chẳng khác các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tức là bản tánh không. Bản tánh không tức là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng khác bản tánh không. Bản tánh không chẳng khác các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra tức là bản tánh không. Bản tánh không tức là các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Này thiện hiện, địa giới chẳng khác bản tánh không. Bản tánh không chẳng khác địa giới. Địa giới tức là bản tánh không. Bản tánh không tức là địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới chẳng khác bản tánh không. Bản tánh không chẳng khác thủy hỏa phong không thức giới. Thủy hỏa phong không thức giới tức là bản tánh không. Bản tánh không tức là thủy hỏa phong không thức giới. Này thiện hiện, nhân duyên chẳng khác bản tánh không. Bản tánh không chẳng khác nhân duyên. Nhân duyên tức là bản tánh không. Bản tánh không tức là nhân duyên. Đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên chẳng khác bản tánh không. Bản tánh không chẳng khác đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên tức là bản tánh không. Bản tánh không tức là đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Này thiện hiện, các pháp từ duyên sanh ra chẳng khác bản tánh không. Bản tánh không chẳng khác các pháp từ duyên sanh ra. Các pháp từ duyên sanh ra tức là bản tánh không. Bản tánh không tức là các pháp từ duyên sanh ra. Này thiện hiện, vô minh chẳng khác bản tánh không. Bản tánh không chẳng khác vô minh. Vô minh tức là bản tánh không. Bản tánh không tức là vô minh. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, danh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng khác bản tánh không. Bản tánh không chẳng khác hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, danh lão tử sầu than khổ yêu não tức là bản tánh không. Bản tánh không tức là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa chẳng khác bản tánh không. Bản tánh không chẳng khác bố thí ba la mật đa. Bố thí ba la mật đa tức là bản tánh không. Bản tánh không tức là bố thí ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa chẳng khác bản tánh không. Bản tánh không chẳng khác tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa tức là bản tánh không. Bản tánh không tức là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, pháp không nội chẳng khác bản tánh không. Bản tánh không chẳng khác pháp không nội. Pháp không ngoại